Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2020 của người tuổi Thân. Xem tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch tuổi Thân, những chú khỉ đối mặt với thái tuế trong tháng Giáp Thân báo hiệu vận trình khó mà nhẹ nhàng. Áp lực nhiều mặt trong cuộc sống đè nặng lên vai con giáp này khiến bạn phải gồng mình chống đỡ, không phút nào được yên ổn. Vận trình tài lộc cũng không được suôn sẻ cho lắm, tài vận bất ổn, chi nhiều hơn thu, thu chi bất cân đối nên khó đảm bảo nguồn tài chính ổn định. Ngoài ra những chú khỉ cũng nên cẩn thận khi tiến hành đầu tư, tránh bị lừa đảo gây hao tốn tài của. Về mặt tình cảm, vì không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên tình cảm giữa các thành viên ngày càng xa cách. Đó cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt các cuộc cãi vã giữa các cặp đôi. Trên đây là tổng quan tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Thân. Mời các bạn cùng Lịch Ngày Tốt tiếp tục xem tử vi tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch năm 2020, chi tiết từng vận trình, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe ngay sau đây nhé! Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Ngày Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé! Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch tuổi Thân, sự nghiệp. Xem tử vi sự nghiệp của người tuổi Thân trong tháng 7 âm lịch này, đường công danh của những chú khỉ đang trong thời điểm khá bấp bênh, nhiều trở ngại. Đối đầu với hung tinh thái tuế, áp lực tăng lên nhưng không chỉ ở công việc mà còn nhiều mặt của cuộc sống. Mọi thứ đè nặng lên vai con giáp này, khó được mấy phút yên ổn. Lúc này rất đòi hỏi sức chịu đựng bền bỉ của bản mệnh. Khối lượng công việc đổ dồn về trong tháng, buộc bạn phải chạy đồn chạy đáo khắp nơi lo liệu, từng giây từng phút đều ép đầu óc phải căng ra để giải quyết mọi thứ. Tuy nhiên, cũng vì ép bản thân quá mức nên gây ra tác dụng ngược, chẳng có được hiệu quả như mong muốn. Thiên quan chiếu mệnh kéo theo điềm báo thị phi tiểu nhân gây chia rẽ tình đồng nghiệp, khiến cho bản mệnh mất rất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề bên lề, khó mà tập trung tâm trí để phát triển sự nghiệp. Mặc dù đã cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết sức mình nhằm cố đạt được thành quả tốt, nhưng chú khỉ cũng phải thừa nhận rằng mình dần kiệt sức cho cuộc đua này. Cứ khi nào con giáp này nghĩ mình sắp chinh phục được đỉnh cao phía trước thì lại thấy mình tụt sâu xuống dưới đáy. Lại thêm nguyệt lệnh lầm đất tuyệt, vận trình tháng này giảm mạnh, hùng họa nhiều hơn cát lành, bạn nên hành sự thật sự thận trọng, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng hay thủ tục pháp lý. Đề phòng họa thị phi quan trường, kiện cáo phức tạp, ảnh hưởng xấu tới uy tín và tổn hao tiền của. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch tuổi Thân, tài lộc. Theo dõi tử vi tháng, trong tháng cô hồn này, tài lộc của người tuổi Thân không dư giả cho lắm. Tiền bạc thu về chẳng được là bao, lại còn phải chi tiêu nhiều hơn mức bình thường. Chuyện tiền bạc mất cân đối thu chi khiến cho con giáp này mất ăn mất ngủ vì mải lo nghĩ. Sức khỏe đi xuống cũng tốn kém khen một khoản khá khá để thuốc thang điều trị. Vì thế, những chú khỉ tốt nhất cần biết tự chăm sóc bản thân để tránh hao tài ở những khoản không cần thiết. Nhất là khi trong tháng có thiên quan giáng họa, tiểu nhân luôn tính sẵn mưu kế để chờ bạn sập bẫy bất cứ lúc nào. Bản mệnh nên cẩn thận khi tiến hành đầu tư, tránh bị lừa đảo, gây hao tài tốn của. Bản mệnh cũng dễ nhầm lẫn trong giấy tờ, văn kiện pháp lý, có thể dẫn đến tranh chấp, xung đột gay gắt, thậm chí là còn có thể vướng vào kiện tụng, mất tiền mất của để giữ bình yên cho mình. Nếu có người hỏi vay mượn tiền bạc hay khuyên đầu tư kinh doanh ở thời điểm này thì bản mệnh nên suy nghĩ kỹ càng. Đừng quên tháng này là tháng cô hồn, tốt nhất nên tránh các giao dịch tài chính. Nếu cứ muốn nhất quyết đầu tư, bạn cần phải tìm hiểu thông tin chắc chắn trước khi đổ tiền vào. Nguy cơ bị lừa gạt rất cao nếu bản mệnh để cho lòng tham che mờ mắt, khiến mình mù quáng không còn phân biệt thật giả trắng đen. Theo phong thủy phi tinh, trong tháng này bát bạch chủ về tài lộc bay về hướng tây nam. Ở phương vị này, mệnh chủ có thể đặt đồ dùng màu đỏ hay cắm lọ hoa hồng đỏ tại đây, hạn chế màu xanh để giảm bớt xung sát, gây ra những trường khí bất lợi, làm suy giảm tài khí. Tử vi tuổi Thân tháng 7 năm 2020 âm lịch tình duyên. Nếu người tuổi Thân đang mong chờ một tháng vượng tình duyên thì rất tiếc, tháng 7 âm lịch này vận may vẫn chưa mỉm cười với bạn. Dù là người độc thân hay đã kết hôn thì đều gặp không ít rắc rối, chuyện trớ trêu. Cũng bởi công việc khó khăn khiến bạn trở nên bận rộn hơn, không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên tình cảm giữa các thành viên ngày càng xa cách.
Đó cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt các cuộc cãi vã giữa các cặp đôi. Gia đạo bất an, không khí gia đình luôn trong tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Đây căng thẳng khiến ai cũng khó chịu. Các cặp vợ chồng hết sức tỉnh táo và bình tĩnh khi xử lý các tình huống thường nhật trong thời điểm này. Tối kỵ chuyện gây hiểu nhầm hoặc là nghi ngờ lẫn nhau, bởi như vậy sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện, phá hoại hạnh phúc gia đình. Nếu không lý trí, bản mệnh dễ phạm sai lầm, tự tay phá bỏ hạnh phúc đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Hãy nhớ rằng, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau là cách đơn giản mà hiệu quả để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Còn chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng chẳng đâu vào đâu, hạnh phúc có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Hai bên nên dành thời gian để chia sẻ và quan tâm nhiều hơn. Người độc thân không có dấu hiệu cải thiện đào hoa trong tháng này, có lẽ vẫn phải chờ thêm thời gian để duyên thật sự tới. Theo cửu cung phi tinh tháng, nhất bạch chủ nhân duyên, đào hoa, hỷ khải ngụ ở vị trí đông nam của ngôi nhà hoặc trong phòng khách, phòng ngủ. Bạn nên sắp xếp gọn gàng đồ đạc ở khu vực này để cát khí dễ dàng lưu thông, mang tới vận may cho bạn về chuyện tình cảm, hạnh phúc gia đình. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch tuổi thân, sức khỏe. Xem tử vi tháng cô hồn, tình trạng sức khỏe của người tuổi thân trong tình trạng đáng báo động. Khi tinh thần đang bị dồn ép vì áp lực thì cơ thể làm sao mà có thể khỏe mạnh và thư thoái được đây? Công việc bận rộn kéo theo thời gian nghỉ ngơi của bạn cũng bị rút ngắn lại. Lâu dài dễ khiến cho cơ thể suy nhược, bạn nên cân bằng lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Muốn cơ thể được khỏe mạnh, trước hết bạn phải tìm cách giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi để đầu óc nhẹ nhàng. Vẫn biết công việc quan trọng nhưng nếu không chăm sóc cơ thể mình thì bạn càng phải cố lại, càng khó đạt hiệu quả như mong muốn khi mà sức khỏe không được đảm bảo. Trong tháng có nguyệt lệnh lâm vào đất tuyệt, lại thêm kim khí vượng, vận trình tháng hùng họa nhiều hơn cát lành, có dấu hiệu họa huyết quang. Bạn nên hành sự hết sức thận trọng, đặc biệt là khi tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại sắc nhọn. Đi đường chú ý an toàn, giữ khoảng cách và tốc độ vừa phải để không xảy ra sự cố, tai nạn bất ngờ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân trong tháng 7 năm 2020 âm lịch. Bình thân, hòa, nam thổ tú, nữ vân hán, khẩu quyết, áp lực từ nhiều mặt, cuộc sống đè nặng, đòi hỏi, sức chịu đựng bền bỉ. Quý nhân, thìn, mùi, tiểu nhân, tỵ, hợi, màu sắc may mắn, đen, vàng. Mậu thân, thổ, nam thái âm, nữ thái bạch, khẩu quyết, tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch tuổi thân, khối lượng công việc tăng lên, đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng. Quý nhân, ngọ, tuất, tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Canh thân, mộc, nam thái dương, nữ thổ tú, khẩu quyết, tài vận bất ổn, chi nhiều hơn thu, mất ăn mất ngủ vì lo nghĩ chuyện tiền bạc. Quý nhân, tỵ, mùi, tiểu nhân, dậu, hợi, màu sắc may mắn, trắng, tím. Nhâm thân, kim, nam thổ tú, nữ vân hán, khẩu quyết, gia đạo bất an, tránh để mâu thuẫn tạo cơ hội cho kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc. Quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, sửu, ngọ, màu sắc may mắn, hồng, vàng. Giáp thân, thủy, nam thái âm, nữ thái bạch, khẩu quyết, chú ý dưỡng sinh cho cơ thể, giải tỏa áp lực tinh thần, đề phòng họa huyết quang. Quý nhân, thìn, ngọ, tiểu nhân, mùi, tuất, màu sắc may mắn, đen, đỏ. Trên đây là tử vi tháng 7 âm lịch năm 2020 của người tuổi thân. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tử vi tháng 7 âm lịch năm 2020 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi để được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.